Hello cả nhà, chào mừng cả nhà lại đến quay lại với kênh của Quỳnh Ghe TV. Và hôm nay là một ngày đi trong rừng của mẹ con bé Quỳnh. Đây là một khu rừng ở gần chỗ nhà nghỉ của mẹ con bé Quỳnh. Đi thẳng hoài luôn thì nó ra những cái thành phố lân cận, nhưng mà xa lắm mọi người. Ở đây nó không có đi xe buýt nhiều như là ở thành phố của Dresden đâu. Rất là ít xe buýt luôn, và những người có xe ô tô họ mới đi qua các tỉnh khác được. Đây là cây rừng rậm tùm, và đây là một cái nơi nó ngâm chân để lưu thông máu cả nhà. Đây là cái bảng này. Cái bảng này là Wassertreten Anlage. Wassertreten Anlage. Khai trinh Wasser tức là không có uống được. Mà cái này là để lội xuống quá đầu gối đó, để cho máu huyết nó lưu thông này. Đó, nó ghi là phải chú ý là không được để lạnh. Nếu mà cơ thể lạnh không có được, mình phải lội xuống chút xong mình lên mình lau á, cho nó ấm chân. Khoảng 21 phút, maximum là 1 phút hoặc là 20 giây thôi. Ở dưới này là những cái dòng kênh nhỏ nhỏ nó chảy từ trên núi xuống. Nước là nước từ trong núi ra nên rất là lạnh cả nhà. Đây là cái đường rừng nó chạy thẳng qua bên cái chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố của cái vùng này. Đi bộ khoảng 3 cây nữa là đến. Cây rất là cao luôn cả nhà, trong rừng là tùm lắm. Hôm nay trời nắng nhưng mà nó chiếu xuống được qua có khai rừng thì là nó rất là. Ở đây là có hai cô chú đang ngồi sẵn, và đây là cục cất gà. Cái này là mình lội nước xong rồi mình leo đây mình ngồi. Đây là cái nước, đây là cái bể nước này, mình thấy như vậy mình lội xuống khoảng tới đầu gối, tới đùi. Ở cả nhà mình nhỏ thì tới đùi. Nước nó vàng này, nước ở trong khe, nước trong khe núi nó ra. Cái này là nước nó chảy ra nè, còn nước này là chảy vô, nước này là chảy vô nè. Nước nó vàng do lá cây nó rớt xuống, không phải là do dơ. Mà nước này nước trong khe núi nó rất là lạnh, nó khoảng 0 độ, rất là lạnh cả nhà. Đây khu rừng rất là đẹp, khu rừng rất là đẹp luôn, rất là cao, cây rất là cao, cây toàn thông, cây thông không à cả nhà. Đây, rừng thông, nghe mùi rất là thơm luôn á. Và bây giờ thì bé Quỳnh sẽ lội vào cho mọi người coi. Quỳnh sẽ lấy ra một cái khăn, mình có mang theo một cái khăn, mình đang theo một cái khăn thì mình sẽ lấy khăn ra để sẵn. Đây hoan thuốc áo. Ít nên mà thuốc ráo ôn đái nữa. Rồi mình đắp nít lén rồi ăn ai nó mới nuốt học gì liền. Đâu? Chứ cái đứa con in vậy. Này cái nào? Mình đắp nít lén rồi ăn ai nó mới nuốt. Ich weiß nicht, ob das hat noch gelesen. Oder am besten 20 Sekunden. Ja, da ist kalt. Ja, ja. Genau. Mọi người ơi, bây giờ bé Quỳnh sẽ vô nước đây cả nhà. Bây giờ mình sẽ lội vô, rất là lạnh cả nhà. Rất là lạnh luôn nha cả nhà. Lạnh còn hơn nha trong tủ đá. Mình phải săn cái quần thiệt là cao lên, tại vì á nó ướt, lạnh lắm. Và đây bây giờ bé Quỳnh sẽ lội vào. Mình sẽ lội vào. Đây là cái bể nước cả nhà. Đây là cái bể nước. Để mình còn kiếm chỗ để cái điện quay. Wow. Wow. Wow, kalt. Ja, ist tief, ne? Ja. Haben Sie schon gemacht? Nein. Noch nicht? Weil ich habe Luftblutung-Problem. Lạnh quá cả nhà. Mình đi mình phải giơ chân cao lên vậy nè. Nếu mình giơ chân cao lên dài thì là nó sẽ lưu thông máu cả nhà. Rồi bây giờ mình đi lên này lạnh quá rồi, lạnh tay cứng rồi. Lạnh quá, mọi người biết sao không? Lên là phải lau khô liền. Vina, mẹ có khăn này con xuống đi. Tất cả xuống đi. Auch sehr gut für Kinder. Da ist die Wasser im Wand rauf, kommt ganz unten in die Erde. Deshalb ist es kalt. Wollen Sie nicht? Wirklich? Ist nicht so schlimm. Machen Sie wieder abtrocken und dann. Ja. Aber ist gut, ne? Ja. Ich mag besser in einem Bach, wie im Wasserndau. Wattschandau oder in Kurort Ratten. Dort die haben so ein Bach wie hier, aber mit Wasser bis zum Auf genauso. Mhm. Es gibt extra dafür Leute, die oben sind ja. Oder im Fluss. Mhm. Und da ist besser mit Beine unten, ja. Und man kann laufen und da gut Blutung. Mhm. Das ist. Ja, willst du nicht? Nein. Naja, ich sitze noch ein bisschen wieder warm. Es geht wieder warm, weil unser Körper macht sofort die Heizung wieder an. Die Heizung wieder an. Also das steht, man darf keine kranke Körper und keine kranke Füße sein. Darf nicht krank sein. Mhm. So, jetzt geht der Jonas rein. Die Hose ein bisschen hoch, weil das wird nass. Ja, genau. Noch ein bisschen höher, ja. Ich hole mal deine Handtuch rauf. Du hast auch selber. Oh, guck mal, eine Spinne. Bây giờ cục cức gà sẽ vào nước nha cả nhà. Cục cức gà đang lội nước. Nước là nước lạnh khoảng 0 độ. Ich glaube, nun kalt, oder? Oder Jonas, nun? Doch, ist viel, so wie bei mir zu Hause 8 minus 8. Doch, muss man sofort. Was abgreifen, was bedeutet das? Das heißt, lassen einfach so. Aha. Okay. Cả nhà ơi, cục gà nói là sau khi mình ngâm xong á là phải để cho nước nó tự khô, mà mẹ Quỳnh thì lấy khăn lau đi. Đó, bây giờ cục gà nó đã xuống nước lạnh rồi, bây giờ nó lên nó nằm một chút cho nó ấm xong nó lại xuống tiếp. Bây giờ thì bé Quỳnh lại xuống tiếp nha cả nhà. Bé Quỳnh lại mang camera qua hướng bên này mình quay. nước nó bước cao lên nhìn này. Cái này là lưu thông máu, vật lý trị liệu cả nhà. Đi trong nước lạnh. Nước lạnh mà có khi nước đóng băng càng tốt. Đông người ta đi với biển. Danke, Sie auch. Und wohin fahren Sie? Noch ein bisschen weiter zum Tuchensee. Ah, Tuchensee. Ja. Wir wollen heute auch, aber da fährt kein Bus. Aber zum Fahrrad oder so, zum Mitteln, das muss dann wieder in Tuchensee. Weil beim Handstand, wie heißt das denn auf Tankstelle? Das gibt Fahrrad zu leihen. Weil wir kommen aus Dresden, wir sind mit dem Bus und mit der Bahn hin. Mit dem Zug hierher. Aus Dresden? Ja, aus Dresden. Okay. Und Sie? Sie sind hier? Ja, wir kommen. Ah, schön. Ja. Dann schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Weil heute ist Feiertag, müssen Sie mal gucken, ob da Busse... Das fährt keiner. Wir waren im Handestelle 1 Stunde 15 Minuten, kam keiner. Ja, ist heute Feiertag in manchen Orten. Also nicht überall, aber... Ich finde, dass man hier Touristen überall in Ferienwohnungen, da muss dann irgendwie, dass die Leute, die kein Auto haben, auch Möglichkeit, so überall zu fahren. Ja. Gestern war Sonntag, geht noch, fährt der Bus. Wir waren in der Bischofsgrün. Bischofsgrün, ja. Ja, wir waren dort gestern. Heute sind wir wieder im Plan ändern, weil wir wollen zum See zu fahren. Aber vielleicht fährt morgen dann ein Bus. Ich hoffe, weil ich muss dann übermorgen nach Hause, wenn fährt keiner, der kann gar nicht zum Bahnhof, weil Waldenberg. Nach Waldenberg. Wir müssen dort einen Zug nach Hause. Ja, und dann nach Bayreuth. Genau, nach Bayreuth oder nach Saal, Bahnhof Saal. Saale? Saal? Hofsaal. Hofsaal, genau. Also erst nach Bayreuth und dann von Bayreuth nach Hof. Richtig, und dort nach Dresden. Na dann, viel Spaß. Ich danke Ihnen auch. Ja. Hast du noch Ferien? Ja, der hat noch. Ja, das ist schön. No? Danke. Tschüss. Hai cô chú này sẽ đi xe đạp lên chỗ cái hồ nước đẹp thiệt đẹp, bữa bé Quỳnh với cô Cất Gà đi đó. Na, Cất Gà, alles gut? Ganz entspannt bist du. Chụp cho mẹ. Mẹ cũng muốn nằm. Ist auch. Đây là cái hồ nước lạnh chảy từ dưới lòng đất trong rừng ra. Rất là lạnh luôn, cho nên là nó để nó chữa bệnh đó cả nhà. Hai người này họ bắt đầu họ đi tiếp. Hai mẹ con mới Quỳnh ngồi chút nữa rồi cũng về. Hả? Đi đâu? Einen Blumen. Hab über den ganzen Kopf. Ăn cả nhà. Xúc xích khô, salami. Hai mẹ con nằm nghỉ đây. Cho cái chân nó ấm lên đó. khi mà mình xuống nước lạnh đó, thì cái cơ thể của mình tự động nó sẽ bật cái lò sưởi lên cả nhà. Thì như vậy người Đức họ nghiên cứu là như vậy á, thì là nó sẽ làm cho cơ thể của mình nó tự hoạt động. Lạnh á thì nó sẽ làm cho mát, mà lạnh á thì nó sẽ làm cho ấm, mà nóng thì nó sẽ làm cho mát. Cơ thể mình nó vận hành như vậy á. Đó là lý do tại sao mà người Đức và người nước ngoài á, họ bên Nga rồi đó, họ bên Nga hoặc là ở đâu thiệt là lạnh đó, là họ nhảy xuống, mùa đông họ nhảy xuống tuyết, họ nhảy xuống sông băng, chỗ nào mà băng mỏng mỏng á, họ nhảy xuống, xong họ lên liền, họ mới lau khô người cho bắt đầu là cơ thể mình nó sẽ bật cái lò sưởi lên. Vậy thì mình lại xuống lội tiếp đây. Nít áp tróc ơi mẹ nè, mama áp tróc nhiều mà. Là nít cút. Wieder anziehen und sich warm laufen. Wieder anziehen haben wir gesagt, wir nicht. Wir laufen heute lang. Vậy mẹ mang tắt vô. Có chứ, mày làm tiếp chứ. Bé Quỳnh sẽ vô một lần nữa cho mọi người coi cái rừng rất là đẹp luôn. Toàn là cây thông cao ngút, bầu trời xanh ngắt, cao như vậy này cả nhà. Bé Quỳnh phải ngước cao lắm mới quay được cái bên trên. Ở đây toàn là núi cao, triền cao lên. Bây giờ bé Quỳnh sẽ vào một lần nữa. Sau đó là mình sẽ mặc đồ vô. Cái nước này nó rất là lạnh, khi mà mình xuống á, thì là khuyến khích là xuống sâu tới đùi. Và mình phải đi bước cao rồi nè, dắt chân cao lên á, nhấc vậy nè, nhấc chân như này mọi người. Má sẽ tốt bé Quỳnh tối. Tốt ít không? Dạ đúng không? Bé sẽ dắt, ai đi lâu hơn? Nhanh. Cứ gà muốn làm với mẹ luôn à? Ai làm lâu hơn? Dạ. Hai mẹ con thi thì ai đi nhanh hơn? Ai làm lâu hơn? Là ai làm lâu hơn? Mẹ phải nhìn đồng hồ. Maximum chỉ được mà 1 phút mà mẹ làm chắc khoảng 20 giây thôi. Cứ gà chỉ đu vậy, ai làm lâu hơn thì đúng rồi. Vậy đâu có đúng. Cứ gà nó đu lên mọi người ơi. Gì nói gì vậy? Mẹ Quỳnh cũng đu lên. Ây da. Cái này đâu phải để đu, cái này là để cho mình đi chứ không phải để đu lên đâu. Cả chưa đu lên vậy. Mẹ được 2 vòng rồi. Mẹ được 1 lần thôi. Đã lắm cả nhà, nó giống như là con kiến nó cắn lên chân mình, nó rần. Sau khi mà lên xong á là mọi người á để nước nó tự khô, mình chỉ vuốt vậy thôi nè, không được lấy khăn, lau. Mà bé Quỳnh không biết bé Quỳnh đã lau mà Quỳnh không biết bơi, Quỳnh lau. Rồi bắt đầu cái mình để nó khô, nó tự khô, cơ thể mình nó tự điều hòa. Cơ thể mình nó tự điều hòa mọi người. Cái nó để nó khô hồi cái mình mang tất, mang đồ vô. Tức gà. Gà làm gì vậy? Nó bắt đầu mình mặc đồ ấm vô cả nhà. Đồ ấm vô cái bắt đầu mình ngồi mình phơi nắng. Rồi bé Quỳnh mang tất vô. Ủa tất của mình rớt đâu rồi? Cũng cứ gà tất của mẹ đâu rồi? I don't know. I do have mine sock in cái nón. Ich hab nicht. Ich hab nur einmal an hier. Mọi người nhớ là khi mà nó khô rồi á là mọi người phải mang tất vô và mang giày vô để cho người mình nó ấm trở lại á. Mình lấy cái khăn mình mang theo mình chùm lên. Và hai mẹ con lại nằm. Hai mẹ con nằm trên cái ghế này nghỉ ngơi. Tại hai người con nằm trên ghế này nghỉ ngơi. Rồi ăn xúc xích. Có mang xúc xích theo cả nhà. Salami. Có con mày đâu biết. Mày phải biết mà con mới chạy cái ba lô mà tự nhiên đắp con. Xin lỗi. Có gà ăn chuối không? Gì? Nó có chuối á. Ai rồi? Chuối ấp chuối. Con ong cả nhà ơi. Ong ở Việt Nam mà nó qua tới đây luôn. Mọi người ơi, bây giờ bé Quỳnh tắt video ở đây nha. Bây giờ thì hai mẹ con chuẩn bị đi về. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc nha mọi người. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Bye bye cả nhà yêu. Cánh rừng đẹp, bye bye cả nhà nha. Bye bye, hẹn vào những video clip sau. Thank you, xin chào tạm biệt.